hành trình hàng ma diệt quỷ. Dương Nam Ca, anh có sao không vậy? Hiểu Kỳ thấy tôi mở cửa bước ra ngoài thì vội vàng chạy tới lo lắng hỏi: đại sư, tình hình sao rồi? Lâm Chính Hòa cũng sốt ruột hỏi theo. Tôi xoa xoa ngực cười nói với hai người: tôi không sao, đối phương đã bị tôi thu mất tam hồn thất phách rồi, đạo thuật đã bị phế, không sống được mấy ngày nữa đâu. Thật vậy sao? Cảm ơn đại sư. Lâm Chính Hòa nghe thấy như vậy thì nhất thời lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng nói lời cảm ơn tôi. Ngược lại với sự vui mừng của Lâm Chính Hòa, Hiểu Kỳ lại làm như không hề quan tâm đến tôi. Miệng của Hiểu Kỳ chỉ lẩm bẩm điều gì đó làm cho người ta sợ hết hồn. May mà anh không sao, nếu không thì... Tiếng nói của Hiểu Kỳ ngày càng nhỏ. Tuy rằng mấy câu về sau Hiểu Kỳ không nói ra, nhưng tôi biết Hiểu Kỳ đang nói gì. Tôi làm bộ bình thản nhìn Hiểu Kỳ rồi nói: chẳng phải là tôi không việc gì rồi sao? Trên khuôn mặt của Hiểu Kỳ biểu lộ chút xấu hổ. Có lẽ ban nãy vội vàng quá, cho nên Hiểu Kỳ quên mất rằng còn có cha cô đang đứng bên cạnh. Thấy tay của tôi đang ôm ngực, cô ta liền chạy đến, nét mặt hốt hoảng rồi nói: đại sư sao vậy? Đại sư bị thương rồi. Lâm Chính Hòa đang vui mừng thấy con gái hỏi như vậy, bây giờ ông ta mới phát hiện tôi đang ôm ngực nên vội vàng hỏi: không có gì đáng ngại, chỉ là ban nãy đấu pháp bị thương nên không có đáng ngại, mọi người cứ yên tâm. Tuy rằng tôi làm bộ không việc gì, nhưng kỳ thực ngực của tôi đang vô cùng khó chịu. Đại sư bị thương rồi, không nên đứng ở đây mãi, mau vào bên trong phòng nằm nghỉ ngơi một lát. Vừa nói Hiểu Kỳ vừa lôi tôi đến bộ ghế sofa ở trong phòng, bắt tôi phải ngồi xuống. Trên khuôn mặt của Hiểu Kỳ biểu lộ sự quan tâm lo lắng. Đúng lúc ấy Lâm Chính Hòa phát hiện ra trên pháp đàn có máu. Ông ta kinh hãi kêu lên: đại sư, đây là máu của đại sư nôn ra sao? Câu nói này làm cho Hiểu Kỳ phát hoảng, cô vội vàng chạy đến bên pháp đàn để xem. Trên tấm khăn vàng phủ trên pháp đàn có một chỗ đầy máu tươi loang lổ. Hiểu Kỳ kinh hoàng đưa mắt nhìn tôi, nhưng Hiểu Kỳ chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Có thể là do Hiểu Kỳ quá sợ hãi, hoặc là vì đã quá quan tâm lo lắng cho tôi, cho nên đôi môi xinh xắn của Hiểu Kỳ chỉ mấp máy mà không thốt thành lời. Tôi biết vì có Lâm Chính Hòa ở đây cho nên Hiểu Kỳ còn e ngại không dám nói nhiều, nếu không nhất định Hiểu Kỳ sẽ chạy đến lao vào lòng của tôi. Trên khuôn mặt kia chảy đầy nước mắt, thế bộ dạng của mình đã khiến cho Hiểu Kỳ lo lắng. Tôi tự cảm thấy mình có lỗi với cô ta, cho nên tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy. Tôi làm bộ bình thản cười rồi nói: không sao đâu, không có gì đáng ngại cả, chỉ là ban nãy tôi sơ ý, không nghĩ đối phương lại ghê gớm đến như vậy, cho nên là... nhưng mà không có sao. Đột nhiên Lâm Chính Hòa quỳ thụp xuống đất cảm kích nói: đại sư, đại ân đại đức của đại sư, họ Lâm chúng tôi luôn ghi lòng tạc giả. Sau này đại sư có cần giúp đỡ điều gì, xin đại sư cứ nói, Lâm gia chúng tôi sẽ toàn lực giúp đỡ đại sư. Đột nhiên Lâm Chính Hòa quỳ xuống làm cho tôi hoảng hồn. Tôi vội vàng đỡ ông ta dậy rồi nói: tôi chỉ trừ ma diệt quỷ để bảo vệ chính đạo, không vì ân huệ với người khác mới ra tay. Lâm tiên sinh không cần phải như vậy. Những lời nói của Lâm Chính Hòa thực sự xuất phát từ đáy lòng. Nếu như tôi là một kẻ thèm tiền tài, tôi có thể yêu cầu ông ta cho tôi một khoản tiền lớn. Tôi tin là ông ta sẽ không e ngại mà đưa cho tôi. Nhưng mà tôi không phải là loại người đó. Lâm Chính Hòa cảm động gật đầu, nắm chặt lấy tay của tôi, vừa lắc tay vừa nói: cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. An ninh là tốt rồi, an ninh là tốt rồi. Tôi cười nói với Lâm Chính Hòa. Lúc này Hiểu Kỳ cũng đi tới, khuôn mặt kích động nói với tôi: cảm ơn đại sư đã cứu gia đình họ Lâm chúng tôi. Tôi nhìn Hiểu Kỳ, ngược lại với Lâm Chính Hòa quỳ xuống khiến cho tôi cảm kích. Còn những lời nói của Hiểu Kỳ lại khiến cho tôi vô cùng vui. Nếu có thể làm một việc gì đó giúp cho người mình yêu mến, đối với tôi đó là một thành tựu lớn. Đúng lúc đó từ bên ngoài có một người bảo vệ chạy vào. Anh ta chạy đến bên cạnh của Lâm Chính Hòa vội vàng nói: ông chủ, Hà quản gia không có trong bệnh viện. Lâm Chính Hòa cau mày, sau đó quay đầu sang hỏi tôi: đại sư, xem ra kẻ luôn luôn đối nghịch với chúng ta đúng là Hà quản gia rồi. Nhưng mà hiện giờ ông ta không có trong bệnh viện, ông ta đi đâu được chứ? Đương nhiên là ông ta không thể ở trong bệnh viện, bởi vì ông ta không thể ở trong bệnh viện để bày pháp đàn đối phó với tôi được. Tôi gật đầu rồi nói. Lâm Chính Hòa thấy tôi nói có lý, ông ta liền quay sang nói với người bảo vệ báo tin: hãy hỏi bệnh viện xem Hà quản gia rời khỏi bệnh viện tới lúc nào. Nhân viên gật đầu rồi nói: dạ, chúng tôi đã hỏi qua rồi, chủ nhiệm bệnh nói là chiều muộn hôm nay Hà quản gia rời khỏi bệnh viện. Khi đó các bác sĩ cho rằng Hà quản gia chỉ xuống lầu đi dạo, cho nên là cũng không có hỏi. Còn ông ta đi đâu thì các bác sĩ đều không biết. Lâm Chính Hòa gật đầu dặn dò nhân viên bảo vệ: các cậu đi tìm ngay Hà quản gia về đây,
nếu tìm được lập tức trở về thông báo. Sau khi nhân viên bảo vệ rời đi, Lâm Chính Hòa lập tức quay sang hỏi tôi: Đại sư xem sự việc này. Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo với Lâm Chính Hòa: hiện tại có tìm thấy ông ta hay không thì cũng không quan trọng, bởi ông ta không còn khả năng gây hại đối với Lâm gia nữa rồi. Lâm Chính Hòa tư lự hồi lâu rồi ông nói: Hà quản gia đã ở trong Lâm gia 7-8 năm, gia đình tôi đối đãi với ông ta rất tử tế, không biết tại sao ông ta lại đi làm hại Lâm gia. Tôi muốn hỏi xem Hà quản gia, rốt cuộc là Lâm gia đắc tội gì với ông ta? Nếu quả thật chúng tôi đã đắc tội với ông ta, tôi sẽ nguyện ý bồi thường tổn thất. Tuy rằng ông ta không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng mà tôi không muốn sống suốt đời phải hồ đồ như vậy. Tôi rất hiểu suy nghĩ của Lâm Chính Hòa, nếu đổi lại là tôi cũng sẽ không hồ đồ mà bỏ qua việc này. Thế nên tôi gật đầu hỏi ông ta: vậy tiên sinh có biết bình thường Hà quản gia hay đi đâu không? Ví dụ như là ông ta có nhà riêng ở bên ngoài. Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: Hà quản gia không có nhà riêng ở bên ngoài. Từ khi ông ta bước vào trong nhà của Lâm gia đến nay, ông ta liên tục ở đây. Chỉ khi nào có việc cần làm ông ta mới ra ngoài. Nếu như vậy tìm một người trong biển người mênh mông, việc đó không hề đơn giản. Tôi bất giác cau mày: Đại sư, trong đạo thuật Mao Sơn có một thuật gọi là tìm ra được phương vị của sự việc. Việc này có thực sự hay không ạ? Quả nhiên Lâm Chính Hòa đúng là người rất tin vào âm dương. Ngay cả loại thuật pháp này ông ta cũng biết. Thế nên tôi gật đầu rồi nói: loại pháp thuật đó dùng để hỏi vật, không thể tìm được người. Nhưng mà trong đạo thuật của phái Thất Sơn thì lại có một pháp thuật có thể tìm được người. Pháp thuật đó gọi là đăng tràn thần đăng. Thuật đăng tràn thần đăng, loại pháp thuật này có thể tìm được người? Lâm Chính Hòa sửng sốt hỏi. Tôi gật đầu rồi nói: đúng vậy, pháp thuật đăng tràn thần đăng này không chỉ hỏi được phương vị của vật sống và vật chết, mà còn phán đoán được chân tướng của sự việc. Chỉ là loại pháp thuật này cần lấy người làm đăng, cho nên sẽ bị tổn thất đi một chút ẩm đức. Đăng tràn thần đăng thuật là một loại bí thuật cao cấp trong đạo thuật của Thất Sơn. Bởi vì đạo thuật này có thể thám thính được thiên cơ, nên sẽ bị tổn hại đến ẩm đức, cho đến các đệ tử Thất Sơn rất hãn hữu dùng đến. Tất nhiên chỉ tổn hại đến ẩm đức của người làm đăng. Cần người để làm đen. Lâm Chính Hòa nghe tôi nói mà trong đầu như có một lớp sương mù. Đúng vậy, loại thuật này lấy người và đăng hợp thành nhất thể. Như vậy người làm đăng mới có thể thám thính được những sự việc mà mình cần phải tìm hiểu. Phàm là người muốn biết trước thiên cơ phải trả giá, nhẹ thì tổn âm đức, nặng thì thân tàn mệnh tán. Tôi gật đầu nói cho Lâm Chính Hòa biết tính chất nghiêm trọng của sự việc. Hả, nghiêm trọng đến vậy sao? Lâm Chính Hòa kinh ngạc kêu lên. Hiểu Kỳ ở bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Nếu hậu quả nghiêm trọng đến như vậy, theo tôi thì không nên làm thì hơn. Dù sao thì Hà quản gia cũng không thể làm tổn hại đến gia đình tôi nữa. Tôi gật đầu đồng tình. Thực ra tôi cũng nghĩ giống như Hiểu Kỳ. Nhưng Lâm Chính Hòa không cam tâm. Ông ta ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: đại sư, nếu như tôi đi hỏi Hà quản gia hiện giờ đang ở đâu, loại sự việc này có những hậu quả gì? Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: sẽ tổn hại âm đức của tiên sinh. Có điều nếu như tiên sinh thực sự muốn tìm Hà quản gia, như vậy cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng. Chỉ cần làm xong pháp thuật này, tiên sinh nên tích cực hành thiện, tự nhiên sẽ tích được thiện âm, bảo toàn được âm đức. Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ, sau đó ông ta liền quyết định: được, chuyện này nếu mà không làm cho rõ ràng, cả cuộc đời của tôi không thể yên tâm. Đại sư, tôi nguyện ý làm đăng, xin đại sư giúp cho tôi. Hiểu Kỳ sợ hãi liền kêu lên: cha! Tôi vỗ vào vai của Hiểu Kỳ an ủi: không sao đâu, sau này bỏ tiền ra làm việc thiện là được rồi, tôi không lừa mọi người đâu, yên tâm. Lâm Hiểu Kỳ nghe tôi nói như vậy mới tạm yên tâm. Tiếp theo tôi dặn Lâm Chính Hòa: hành pháp thuật này cần có mấy thứ dụng cụ. Hương và bát trên pháp đàn đã có rồi, cần phải chuẩn bị thang máy, 7 sợi tim đèn, dầu hỏa và gỗ tấm. Lâm Chính Hòa nghe xong liền gật đầu, lập tức cho người đi chuẩn bị. Một lát sau những người làm trong nhà liền mang đến đầy đủ các thứ được đặt ở trong phòng. Tôi bắt đầu tác pháp. Trước tiên tôi đặt cho thang máy dựng đứng. Bên trên thang máy có đặt mấy tấm gỗ. Trên tấm gỗ một chiếc bát. Bên trong bát có đặt một chiếc đèn. Bên trong đèn đặt 7 sợi bấc vào rồi đổ dầu vào trong đó. Tiếp theo tôi thắp lửa lên 7 chiếc bấc đèn, rồi quay đầu nói với Lâm Chính Hòa: bây giờ mời tiên sinh đứng lên tấm gỗ, nhớ kỹ một lát nữa, tiên sinh chỉ cần ghi nhớ câu cần phải hỏi trong đầu. Bất luận là xảy ra tình huống gì, tiên sinh cũng không được hoảng hốt, cũng không được quá sợ hãi mà ngất xuống đất, hãy nhớ cho kỹ. Được rồi, tôi nhớ kỹ. Lâm Chính Hòa trịnh trọng gật đầu. Sau đó được sự giúp đỡ của tôi, Lâm Chính Hòa liền trèo lên đứng trên tấm gỗ. Do vì diện tích chịu lực của thang máy rất nhỏ, cho nên Lâm Chính Hòa đứng trên đó không ngừng lắc lư trông rất đáng sợ. Cha cô sẽ không ngã xuống đâu. Hiểu Kỳ đứng bên cạnh sợ xanh mặt, tôi liền an ủi cô ta:
Không sao đâu, một lát nữa sẽ là hết ngay. Nói xong tôi châm lên ba cây hương, hương tỏa đối diện với Đăng Hòa. Trong miệng tôi bắt đầu niệm chú: Đăng Chản Thần Đăng, Nhất Đăng Nhị Đăng Tam Đăng, Phá Sơn Quả Lĩnh Điểm Đăng Quang, Đăng Đăng Sáng Chói, Chiếu Kiến Thiên Địa, Tà Chuyển Hữu Chuyển, Cửu Ngưu Thi Chuyển, Thiết Xa Thi Chuyển. Khi tôi mới niệm đến Tà Chuyển Hữu Chuyển, tay cầm ba cây hương của tôi bắt đầu xoay vòng tròn. Còn Lâm Chính Hòa lúc này cũng đứng vững trên mặt đất. Sau đó Lâm Chính Hòa bắt đầu chuyển qua bên trái bên phải. Lâm Hiểu Kỳ đứng ở dưới đất nhìn thấy cha của mình di chuyển theo từng nhịp điệu của cây hương thì sợ đến mặt mũi tái mét, mắt nhìn không chớp, mồm miệng há ra kinh sợ. Tôi vẫn còn chưa ngừng niệm chú, niệm như vậy được ba biến, cả tấm gỗ bắt đầu xoay chuyển như chòng chóng. Lúc này thì Hiểu Kỳ đã sợ đến tái mặt, thân hình cô ta không ngừng run rẩy, bởi vì trên bề mặt rộng của thang máy chỉ vừa đặt đúng hai chiếc bàn chân. Vậy mà cha cô lúc đó quay phải rồi lại quay trái, có lúc lại quay tròn như sắp sửa bay ra khỏi thang. Lẽ nào cô ta nhìn thấy cha mình như vậy mà không kinh sợ? Chỉ có điều Hiểu Kỳ đã lo sợ thừa, bởi vì người và pháp bây giờ đã hòa làm một. Lâm Chính Hòa làm sao có thể ngã trừ khi pháp thuật bị phá. Thấy trận pháp bắt đầu có linh nghiệm, tay của tôi liền đưa ra một chỉ quyết, miệng phát lệnh: Thiên Cơ Năng Hiểu, Thần Năng Tả Chuyển. Tiếng hô vừa dứt, cả tấm gỗ trên thang máy bắt đầu di chuyển về phía bên trái. Tôi biết là Lâm Chính Hòa đã biết được kết quả. Tôi liền thay đổi chỉ quyết hô: Đăng Thần Quy Đản, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng hô vừa dứt, bảy ngọn đèn đang cháy trong bát lập tức tắt ngóm. Tấm gỗ bàn nãy xoay liên tục trên cầu thang máy lúc này cũng đã dừng lại. Tấm gỗ vừa dừng lại, Lâm Chính Hòa lập tức ngã văng ra khỏi tấm gỗ mà rơi xuống đất. Có điều tôi đã có sự chuẩn bị sẵn. Vừa thu xong pháp thuật, tôi liền lao ra phía trước đỡ lấy Lâm Chính Hòa. Cha có làm sao không ạ? Thế tôi đã đỡ được Lâm Chính Hòa đi xuống dưới đất. Hiểu Kỳ vội vàng chạy tới ôm lấy Lâm Chính Hòa lo lắng hỏi: Cha không sao? Lâm Chính Hòa xua xua tay, sau đó quay sang tôi rồi nói: Thật không ngờ, thực sự là không ngờ đến. Tiên sinh sao rồi, tiên sinh đã hỏi được chưa? Tôi vội vàng hỏi Lâm Chính Hòa, bởi vì biểu hiện của Lâm Chính Hòa tôi biết đáp án đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Cha đừng làm con sợ, cái gì mà không ngờ đến. Lúc này nghe cha mình nói nửa chừng như vậy, cô cũng rất hốt hoảng. Lâm Chính Hòa dùng vẻ mặt vô cùng kinh sợ nhìn chúng tôi. Ông ta đưa tay chỉ xuống đất rồi lắp bắp nói: Hà quản gia ở ngay trong nhà của chúng ta. Nghe Lâm Chính Hòa nói như vậy, cả tôi và Hiểu Kỳ đều kinh ngạc hô lớn. Việc này quả là khiến chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Cần biết rằng ngày hôm qua tất cả ba chúng tôi đều có ở trong nhà, cơ bản không hề rời khỏi Lâm gia. Hơn nữa còn mấy người bảo vệ. Tại sao Hà quản gia có thể ban ngày ban mặt trở về Lâm gia mà thần không biết quỷ không hay? Chẳng trách Lâm Chính Hòa tỏ ra kinh sợ. Lâm Chính Hòa thấy bộ mặt kinh hãi của chúng tôi, ông ta liền nói: Sự việc quả thực là như vậy, tôi thực là không nghĩ ra tại sao ông ta trở về mà tất cả chúng ta đều không biết. Đáp án là do Đăng Chản Thần Đăng đưa ra đương nhiên là chính xác. Hà quản gia lén lút quay trở lại Lâm gia, nhưng việc này đối với tôi mà nói không cần phải thảo luận. Cho nên tôi nói với Lâm Chính Hòa: Phòng của Hà quản gia ở chỗ nào? Chính là căn phòng cuối dưới nhà. Lâm Chính Hòa vội vàng đáp: Đi, chúng ta đi đến xem sao. Nói xong tôi chạy vội xuống tầng 1. Bên cạnh phòng khách của Lâm gia là một gian phòng ăn rộng lớn, mà phía sau phòng ăn có một hành lang nhỏ dẫn tới cái căn phòng nhỏ dành cho những người làm. Lâm Chính Hòa chỉ tay vào một gian phòng rồi nói: Đây chính là phòng của Hà quản gia. Tôi gật đầu rồi chậm chậm tiến lên phía cửa. Tôi bất ngờ giơ chân đá bật cánh cửa rồi nhanh bước vào bên trong. Trong gian phòng, một chiếc bàn làm pháp đàn liền đập ngay vào mắt của tôi. Bên trên pháp đàn bố trí lư hương, kiếm đồng tiền, phù chú và những vật dụng cần thiết để tác pháp. Bên cạnh mép giường, một người đang ngồi cúi đầu. Thấy tôi đi vào, người đó từ từ ngẩng đầu lên, đó chính là Hà quản gia. Lúc này chiếc gương mặt của Hà quản gia trắng bệch như không còn chút sức sống. Thấy người bước vào chính là tôi, ông ta trợn trừng mắt lên nhìn tôi căm hận. Trên khóe mép của ông ta vẫn còn dính những giọt máu tươi, trông rất là ghê sợ. Miệng của ông ta đang lẩm nhẩm nhưng không phát ra thành lời. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ mặc áo đen hành thích tôi chính là Hà quản gia, mà kẻ ẩn nấp trong bóng tối để hãm hại Lâm gia cũng chính là ông ta. Có lẽ Lâm Chính Hòa do vì quá kích động. Lâm Chính Hòa run rẩy chỉ vào Hà quản gia mà nói: Hà quản gia, ta đối xử với ông xưa này không hề tệ, tại làm sao ngươi lại hãm hại gia đình chúng ta? Chẳng lẽ Lâm gia chúng ta có điều gì không phải với ngươi? Đúng vậy, nếu là người khác thì cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Một người được tín nhiệm cho hết chức vụ cao nhất ở trong nhà, một người vô cùng thân tín,
lại luôn đối phó với mình, hỏi ai có thể bình tĩnh cho được. Hạ quan sát đột nhiên mở miệng, vẫn còn dính đầy máu tươi lên cười một tràng, tiếng cười nghe vô cùng thê lương và lạnh lẽo. Một lát sau khuôn mặt của ông ta trở nên lạnh lùng rồi nói: "Người Lâm Chính Hòa, ta và ngươi có một mối thù không đội trời chung, ngươi thì nói xem ta nên báo thù không?" Nói xong, Hạ quản gia quay sang nhìn tôi cười khổ: "Thật không ngờ một đệ tử Mao Sơn như ta cuối cùng lại bị bại dưới tay một tên tiểu tử như ngươi. Nhân quả báo ứng đương nhiên là ta rất hiểu. Hôm nay ta có chết trong tay của ngươi, ta cũng không hề cảm thấy hối hận. Thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi định xử thế nào thì cứ ra tay." Thế bộ dạng thê thảm của Hạ quản gia, bất giác tôi thấy rất đáng tiếc rồi nói: "Ông là một đạo sĩ Mao Sơn, chẳng lẽ ông không biết nếu mà dùng pháp để hại người, đó là phạm vào cái điều cấm kỵ không thể tha thứ. Không chỉ có hại cho thanh danh của phái Mao Sơn, lại còn tự hủy hoại đi đạo hạnh và âm đức của chính mình nữa." Hạ quản gia đột nhiên cất tiếng cười thê thảm, ông ta cất giọng mỉa mai: "Thiện, thiện ư, cả đời ta dùng để hành thiện, nhưng kẻ cường lại làm đủ mọi sự ác. Ta chỉ là một người vô danh, có thể nói lý với ông ta được không?" "Có thể được không chứ? Kẻ có tiền có quyền thế như Lâm gia, liệu có thể nói chuyện phải quấy với những người bình dân như chúng tôi sao?" Những lời nói này khiến tôi nhất thời câm họng. Đúng vậy, có nhiều lúc những người có tiền đều có thời gian để ý đến lời đề nghị của những người dân nghèo. Đối với những người giàu có như Lâm Chính Hòa, trong mắt của ông ta chỉ có quyền lợi và lợi ích. Mấy nghìn năm nay không thay đổi được sự thật hiển nhiên này. Tôi biết Hà quản gia nhất định có một nỗi oan khuất lớn, cho nên tôi liền hỏi: "Hà quản gia, tâm tình của ông tôi có thể hiểu được, nhưng mà thiên đạo vẫn là thiên đạo. Ông dùng pháp thuật để hại người là điều không nên. Tôi có thể hành pháp giữ lại mạng sống cho ông, cũng coi như là tình hữu nghị của đồng đạo." Lâm Chính Hòa đứng bên cạnh lúc này cũng tỏ ra ôn hòa. Ông ta nhẹ giọng rồi nói: "Lão Hà, nếu như Lâm gia có chỗ nào đắc tội với ông, xin đồng hãy nói rõ. Nếu mà quả thật Lâm gia đã có lỗi với ông, tôi nhất định sẽ bồi thường cho ông." Hà quản gia nghe những lời này, ông ta ngẩng đầu lên căm hận và hét lớn: "Bồi thường? Trong mắt các người chỉ có tiền." Quát với Lâm Chính Hòa xong, Hà quản gia quay sang tôi, khuôn mặt trở nên hỏa hoãn. Ông ta thở dài rồi nói: "Hành pháp hại người, ta đã sớm biết có ngày như thế này. Hôm nay ta bại dưới tay của ngươi, tuy ta không hận ngươi, nhưng mà ta khuyên ngươi hãy quẳng cái tâm Bồ Tát của ngươi đi. Bởi vì nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết." Nhìn vào ánh mắt kiên định của Hà quản gia, tôi biết những lời nói đó hoàn toàn là thật. Lúc này ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi gật đầu, tôi biết ông ta đã tuyệt vọng. Ông ta sớm biết được nhân quả báo ứng, ông ta sẵn sàng lãnh chịu. Nhưng mà từ những cái câu nói của ông ta, tôi nhận ông ta vẫn còn phân biệt được thiện ác. Thế là tôi liền nói với ông ta: "Nếu ông đã biết được nhân quả báo ứng, vậy thì tôi không nói nữa. Nhưng mà hiện nay có Lâm Chính Hòa đang ở đây. Họ Lâm nhà ông ta rốt cuộc là có điều gì không phải? Ông nên nói thẳng ra trước mặt là đúng hay sai. Ông nên nói ra cho Lâm Chính Hòa biết. Hãy cho ông ta một cơ hội hối lỗi, coi đây như là lần hành thiện cuối cùng của ông trong cuộc đời này." Hạ quản gia nghe tôi nói xong, ông ta trầm ngâm một lúc, sau cùng ông ta thở dài nhẹ nhẹ gật đầu. Hóa ra tên đầy đủ của Hạ quản gia là Hà Thế Vinh, ông ta cũng là người Hồng Kông. Những năm tháng tuổi trẻ, ông ta đi theo một đạo sĩ Mao Sơn hành tẩu giang hồ, học Mao Sơn thuật. Bản thân của ông ta cũng từng hành hiệp giang hồ để diệt ma trừ quỷ cứu người, cũng giống như tôi. Đi khắp nơi thì hành thiện tích đức, đã làm rất nhiều thiện sự. Nhưng 8 năm về trước, sư phụ của ông ta, người cùng ông ta đi hành hiệp trên giang hồ đột nhiên qua đời. Hạ quản gia liền quay trở lại quê nhà ở Hồng Kông. Thế nhưng khi ông ta quay trở về nhà, ông ta thấy một túp công nhân đang cuốc vải ngôi mộ của cha mình. Cần phải biết rằng phần mộ của tổ tiên có liên quan đến vận trình của họ Hà. Nếu như mộ phần của gia đình bị người ta tùy ý đào bới, lẽ nào gia đình họ Hà từ nay về sau không hứng chịu tai ách? Hà Thế Vinh lập tức ngăn trở không cho mọi người tiếp tục đào bới. Nhưng số công nhân kia quá đông, họ nhào vào nói: "Khu đất này đã được chính phủ phê chuẩn cho phép công ty của họ tiến hành xây dựng. Lẽ nào chỉ vì một ngôi mộ của gia đình họ Hà mà không được phép xây dựng sao?" Hà Thế Vinh thấy có nói lý với họ cũng không được, thế là ông ta dùng tay chân để nói chuyện. Hà Thế Vinh đi theo sư phụ, học được một thân đầy bản lĩnh. Ba bốn người công nhân lập tức bị quật ngã xuống đất, nhưng mà làm sao có thể chống lại được một đám công nhân đông như vậy. Cuối cùng không những không ngăn được bọn họ phá mộ của cha mình, mà bản thân của Hà Thế Vinh vẫn còn bị một đám công nhân đánh cho bất tỉnh nhân sự. Đến khi Hà Thế Vinh tỉnh lại, ngôi mộ của cha ông đã bị bới tung, xương cốt vứt tung tóe khắp nơi. Khi đó Hà Thế Vinh đã đi tìm đám công nhân quyết liều mạng một phen, nhưng nhìn cảnh tượng xương cốt của cha mình bị vứt la liệt trên mặt đất, ông ta đành phải tạm thời nhẫn nhịn. Ông ta bắt đầu đi thu nhặt lại hài cốt của cha mình. Phải đến tận sáng ngày hôm sau, Hà Thế Vinh mới nhặt được hết xương cốt của cha mình.
nhưng riêng xương đầu thì lại không tìm thấy đâu cả. Việc này thực sự làm cho Hà Thiết Vinh cuống cuồng cả lên. Ông ta tiếp tục tìm suốt một thời gian mà không hề thấy. Hà Thiết Vinh liền bấm ngón tay để suy đoán. Kết quả là hung sự, có nghĩa là cái đầu lâu đó không thể tìm lại được nữa. Đến lúc này thì Hà Thiết Vinh đã biết nhất định đám công nhân ấy đã phá hủy chiếc xương sọ của cha mình. Hà Thiết Vinh vô cùng phẫn uất. Sau khi hỏi thăm mới biết đám công nhân đó là của công ty do Lâm Chính Hòa làm chủ. Thế là Hà Thiết Vinh tìm đến công ty của Lâm Chính Hòa. Đang định đi vào tìm Lâm Chính Hòa để nói chuyện về việc phá bỏ ngôi mộ của cha mình, nhưng những nhân viên bảo vệ cương quyết không cho ông ta vào. Không những vậy, bọn họ còn nói một người như Hà Thiết Vinh làm sao đủ tư cách để gặp mặt ông chủ lớn của bọn họ, tốt nhất là nên cút đi cho sớm. Không làm sao gặp được Lâm Chính Hòa để nói chuyện phải trái, Hà Thiết Vinh đành phải nuốt hận trở về nhà. Nhưng mà Hà Thiết Vinh ngày càng trở nên uất hận. Nếu như những người bình thường thì cũng có thể như là xong chuyện, bởi họ không biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng Hà Thiết Vinh là một đạo sĩ Mao Sơn, cho nên ông ta biết được hậu quả. Nếu như đầu lâu của cha ông ta bị mất, như vậy thì vận số của nhà họ Hà coi như đã tận. Mà bản thân cha ông không những không được đầu thai chuyển thế, mà còn phải làm cô hồn dã quỷ đi lang thang vất vưởng. Hà Thiết Vinh không thể bỏ qua được việc này, ông ta liền đến đứng chờ ở cổng công ty để đợi Lâm Chính Hòa đi ra. Nhưng đến khi Lâm Chính Hòa đi ra, Hà Thiết Vinh vội vàng xông đến, nhưng mấy người bảo vệ liền ngăn ông ta lại. Còn Lâm Chính Hòa đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Hà Thiết Vinh một lượt. Thế Lâm Chính Hòa là người không coi ai ra gì, cho nên Hà Thiết Vinh bắt đầu căm hận Lâm Chính Hòa. Những ngày tháng sau đó, Hà Thiết Vinh nhận thấy Lâm Chính Hòa không chỉ coi thường mỗi mình, mà còn rất nhiều người bị ông ta cho người cưỡng chế dỡ nhà. Tuy rằng công ty có bồi thường cho họ một ít tiền, nhưng mà đối với những người dân đang sinh sống và làm ăn yên ổn thì tiền lại không phải là vấn đề quan trọng. Mấy đồng tiền còm mà Lâm Chính Hòa đền bù cho họ, họ biết đi đâu mua được nhà bây giờ. Cuộc sống yên bình mới là thứ họ cần. Nhìn thấy tận mắt những điều mà Lâm Chính Hòa nói và làm như vậy, Hải Thế Vinh bắt đầu dần dần có ý định trừ khử cái kẻ ác nhân này. Thứ nhất là để báo thù cho cha mình, thứ hai là để diệt trừ kẻ ác để bảo vệ chính nghĩa. Có lẽ do trời xanh có mắt, hoặc là do cha ông phù hộ, đúng lúc Hải Thế Vinh dò hỏi được chỗ của Lâm Chính Hòa. Qua lời nói của nhân viên làm vườn và mấy người thuộc hạ trong nhà, chồng Lâm gia đang tìm mấy người giúp việc. Hà Thế Vinh nghe được tin tức này, Hà Thế Vinh lập tức nhờ người làm vườn giới thiệu với người quản lý ở trong Lâm gia, nói là Hà Thế Vinh đang rất cần tìm việc làm. Người làm vườn kia cũng là một người tốt, thấy Hà Thế Vinh muốn xin vào, ông ta liền đồng ý. Được sự giới thiệu của những người trong Lâm gia, Hà Thế Vinh rất thuận lợi lọt vào trong Lâm gia, thì đã ông ta bắt đầu cuộc sống của một người giúp việc cho Lâm gia. Sau khi đã được lọt vào trong nhà, Hà Thiết Vinh vì muốn được Lâm gia tín nhiệm, cho nên ông ta làm việc rất chăm chỉ. Chỉ một năm sau, đúng lúc người quản gia trong gia đình Lâm gia bệnh nặng nên xin được về quê tĩnh dưỡng, Lâm Chính Hòa thấy Hà Thiết Vinh làm rất được việc, lại cẩn mẫn và chu đáo, cho nên cất nhắc ông ta lên làm quản gia. Suốt một năm làm việc tại Lâm gia, Lâm Chính Hòa luôn đối đãi với ông ta rất tốt, cho nên mối thâm thù cũng dần nguôi ngoai. Dù sao thì ông ta cũng là một đệ tử của phái Mao Sơn. Nếu muốn tùy ý ra tay hãm hại người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vì muốn trừng trị Lâm Chính Hòa, cho nên Hà Thiết Vinh vẫn thiết pháp khiến cho Lâm Chính Hòa bị bệnh triền miên trong suốt cả một thời gian dài. Nhã ra sự việc chỉ đi qua có như vậy, Hà Thiết Vinh chỉ là một đạo sĩ sống độc thân. Hơn nữa Lâm Chính Hòa đối đãi với ông ta cũng rất tốt, cho nên Hà Thiết Vinh bắt đầu nguôi ngoai mà làm tốt công việc của một người quản gia đích thực. Thời gian đã thấm thoát trôi qua 7 năm. Nửa năm gần đây, có một lần Hà Thế Vinh bước vào trong phòng ăn để chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn. Đúng lúc ấy Lâm Chính Hòa đang nghe điện thoại. Trong điện thoại Lâm Chính Hòa đang nói về vấn đề cưỡng chế giữa nhà của những người dân ở một nơi nào đó. Mà qua giọng nói của Lâm Chính Hòa, ông ta nhận thấy thái độ của Lâm Chính Hòa đối với những người dân bị cướp đất rất tàn khốc. Cuộc điện thoại của Lâm Chính Hòa vô tình đã khơi gợi mối thâm thù mà Hà Thế Vinh đã chôn kín. Mối căm hờn trong tâm của Hà Thiết Vinh như được nhân lên gấp bội. Biết Hà Thiết Vinh đã nghe được cuộc điện thoại của mình, Lâm Chính Hòa liền phân trần với Hà Thiết Vinh. Ông ta nói rằng mình đã đền bù cho rồi, nhưng những người dân bị cưỡng chế đất đó đòi một số tiền lớn. Nhưng vẫn còn có một số phần tử không chịu chấp hành, cố ý chống đối. Nghe Lâm Chính Hòa nói như vậy, Hà Thiết Vinh nhận thấy Lâm Chính Hòa cơ bản không có chút nào thay đổi, vẫn tàn bạo như ngày xưa. Ông ta vẫn luôn cho rằng tiền sẽ giải quyết được tất cả. Hà Thiết Vinh mới thử thăm dò Lâm Chính Hòa rồi nói: nếu công nhân của ông đi đào mộ quật mã của người ta như vậy để lấy đất nền, ông có sợ không?
Khi đó Lâm Chính Hòa ngây người ra rồi nhìn ông ta lập tức phá lên cười. Những việc đó ông ta không cần phải bận tâm đến. Hiện tại bây giờ trong giới địa ốc cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Chỉ cần chính phủ cho cấp giấy phép cho mảnh đất đó, như vậy là đã hợp pháp rồi. Dù có phá đi vài ngôi mộ tôi cũng chẳng sợ. Hà quản gia không cần phải bận tâm. Hà Thế Vinh nghe thấy những lời này, nhất thời trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ông ta không thể ngờ được rằng con người của Lâm Chính Hòa lại táng tận lương tâm đến như vậy, không coi phần mộ tổ tiên của người khác ra gì. Nghĩ đến tình cảnh mộ phần của cha mình bị đào bới tung tóe, xương cốt bị vứt khắp nơi, nghĩ đến lời nói vô trách nhiệm không hề hối hận nào của Lâm Chính Hòa, cộng với cừu hận đã chôn giấu trong tim hơn 6 năm trời, lúc này lại bùng phát. Hà Thế Vinh cuối cùng đã đưa ra cho mình một chủ định. Ông ta sẽ khiến cho toàn bộ gia đình họ Lâm này phải bị tuyệt diệt. Những sự việc liên tiếp xảy ra, theo tất cả mọi người đã đều biết, trước tiên ông ta thi giáng thạch đầu cổ để khiến cho Lâm Chính Hòa buộc phải làm lại đường. Sau đó nhân lúc làm đường, Hà Thế Vinh đã cho sắp đặt kim quang tảng quỷ cục và thiên khanh chấn pháp. Về sau Lâm Chính Hòa nghi ngờ ngôi nhà đang có vấn đề, cho nên quyết định chuyển nhà đến một nơi ở mới. Hà Thế Vinh muốn bức cho Lâm Chính Hòa phải dọn về ngôi nhà cũ, nên Hà Thế Vinh đã thi giáng cổ độc khiến cho mẹ của Lâm Chính Hòa phải chết, để cho Lâm Chính Hòa tin rằng đã không phải là vấn đề về nhà cửa. Đương nhiên lúc đó Hà Thế Vinh cũng biết được mình không thể thu tay về được nữa rồi. Hà quản gia nói đến đây, ông ta thở một hơi dài ảo não. Ông ta quay sang nhìn tôi rồi nói: sau đó thì tôi gặp cậu, có lẽ đây cũng là ý trời. Tôi không đáp, nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy ông ta rất tội nghiệp. Tuy rằng những hành động trả thù của ông ta trong Lâm gia rất là đáng phê phán, nhưng những gì ông ta cùng với những người dân nghèo vô tội đã gặp phải thì lại rất đáng thương. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp. Ngay ở Việt Nam cũng có hàng nghìn hàng vạn người cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự. Chỉ vì đồng tiền, vì quyền lợi và lợi ích cá nhân của một vài người có quyền thế, họ sẵn sàng cho máy săn ủi bằng phẳng những ngôi mộ mà chủ nhân của những ngôi mộ ấy chưa kịp di dời, hay những người đi làm ăn xa không biết tin để di dời. Chính bản thân tôi cũng đã từng giúp cho rất nhiều người ở Thái Nguyên đi tìm mộ người thân của mình bị thất lạc. Trong những cái công trình mới xây dựng, có những người tìm thấy ngôi mộ thì xương cốt của người chết nằm dưới móng nhà của những cái tòa nhà cao chọc trời. Việc lấy lại hài cốt để an táng trở thành vô vọng, cho nên tôi cũng rất đồng cảm với Hà Thế Vinh. Lâm Chính Hòa nghe đến đây thì ngây người. Trên khuôn mặt ông ta biểu hiện đầy hối lỗi. Nghĩ lại bản thân của mình đã chỉ vì đồng tiền vô tình đã phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng. Lâm Chính Hòa cúi gập người xuống trước Hà Thế Vinh rồi nói: Hà quản gia, tôi thực sự xin lỗi. Tuy tôi biết rằng ông không bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng mà tôi phải nói một lời xin lỗi. Chỉ vì lợi ích đã làm cho tôi mở mắt, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng mà những gì Lâm Chính Hòa đã gây ra, Hà Thế Vinh làm sao có thể tha thứ được cho ông? Hà quản gia lạnh lùng nói với Lâm Chính Hòa: vong hồn của cha tôi hiện đang làm cô hồn dã quỷ, sẽ không vì một câu xin lỗi của ông mà được đầu thai chuyển thế. Cho nên những gì đã xảy ra nửa năm nay chính là báo ứng mà gia đình họ Lâm phải hứng chịu. Lâm Chính Hòa biết rằng bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn. Ông ta chỉ biết cúi đầu trầm ngâm. Tôi thở dài nói với Hà Thế Vinh: tất cả mọi điều thiện ác đều có báo ứng. Trời xanh luôn rất là bất công. Ông vì cừu hận mà chấp nhận hủy bỏ thanh danh của một đời làm đạo sĩ, chuyên hành nghiệp cứu nhân độ thế, từ bỏ hết những âm đức của mình đã gây dựng, thực sự là rất đáng tiếc. Đột nhiên Hà quản gia lên tiếng cười, khuôn mặt của ông ta trở nên thê lương. Sau đó ông ta liền nói: như thế này cũng tốt, dứt hết mọi cừu hận, Lâm gia nên nhận sự báo ứng đáng phải gánh chịu. Còn ta cũng như vậy, rất tốt, rất tốt. Nói xong lời này, Hà quản gia từ trên giường đứng dậy, sau đó một tay ôm ngực rồi bước nhanh ra ngoài. Khi ông ta vừa ra đến cửa, tôi vội vàng gọi ông ta lại: Hà tiền bối, ở công ty của Lâm Chính Hòa, ông đã thi triển những pháp thuật gì? Tôi cần ông cho biết, hãy giữ lại cho mình một chút ấm đức có được không? Tôi gọi ông ta là tiền bối bởi vì tôi biết ông ta không phải là loại người chuyên làm việc ác. Ngược lại tôi lại cảm thấy đáng thương cho ông ta. Cuộc đời sau này của ông ta không biết sẽ như thế nào. Những việc làm tội ác đã qua, những gì báo ứng thì nên phải gánh chịu. Nói xong Hà quản gia loạng choạng bước ra khỏi cửa nhà. Đúng như vậy, trong lòng của ông ta không thể tha thứ cho Lâm Chính Hòa, cho nên ông ta không nguyện nói cho những pháp thuật mà ông ta đã thi triển tại công ty của Lâm Chính Hòa. Tuy rằng ông ta đã biết được bản thân của mình chỉ còn sống được vài hôm, nhưng ông ta là một đạo sĩ Mao Sơn, ông ta biết tiếp theo ông ta sẽ phải làm gì. Sau khi Hà quản gia đi rồi, khi đó trời cũng bắt đầu sáng. Lâm Chính Hòa không vì đối thủ đã rời đi mà vui mừng thanh thản. Ngược lại Lâm Chính Hòa vô cùng trầm mặc. Suốt cả ngày hôm đó, ông ta nhốt mình ở trong phòng không cho bất cứ ai bước vào. Suốt ngày ông ta không nói một câu, không ăn cơm cũng chẳng hề uống nước.
Tôi và Hiểu Kỳ định vào trong phòng khuyên nhủ ông ta, nhưng ông ta không mở cửa cho chúng tôi vào. Tôi biết lúc này ông ta đang bị lương tâm dày vò. Cha mẹ của ông tuy đã mất, có thể nói đây đều do Hạ quản gia hãm hại, nhưng chính tay của ông ta đã gieo xuống hạt giống ác nhân, cho nên ông ta mới phải chịu báo ứng nặng nề đến như vậy. Lâm Trinh Hòa biết ăn năn hối lỗi cho những lỗi lầm của mình gây ra. Bản thân tôi cũng cảm thấy được an ủi, hy vọng ông ta sau này sẽ không còn đi vào con đường sai lầm đó nữa. Hy vọng Lâm Trinh Hòa sau sự việc này sẽ trở thành một con người lương thiện. Lâm Trinh Hòa không ra khỏi phòng, nhưng tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để mà ngồi chờ. Buổi tối hôm đó tôi tìm Lâm Hiểu Kỳ, bảo cô ta dẫn tôi đến công ty của Lâm Trinh Hòa. Nếu đã nhận lời giúp thì phải làm đến tận cùng, đã đưa Phật thì phải đưa đến tận Tây Phương. Tuy rằng đối thủ phải nấp trong bóng tối để được tìm ra, nhưng mà những việc rắc rối ở công ty, lẽ nào tôi lại buông tay? Hơn nữa tôi thấy Lâm Chính Hòa vẫn có những biểu hiện của một người lương thiện. Có sự việc lần này, hy vọng Lâm Chính Hòa sẽ có thể bước chân ra khỏi đường mê. Tình hình ma quái lộng hành tại công ty trước đây mà Lâm Chính Hòa cũng đã nói cho tôi biết. Trong công ty liên tục có người tự sát. Từ trong những tình tiết đó, tôi có thể nhận thấy trong công ty nhất định có hung hồn ác quỷ tác quái. Có điều vẫn chỉ là suy đoán, nguyên nhân chính vẫn phải cứ đến công ty mới có thể biết. Lâm Hiểu Kỳ lái xe đưa tôi đến công ty thì dừng lại. Xe vừa tắt máy, Hiểu Kỳ liền đưa tay chỉ vào một tòa nhà lớn trước mặt rồi nói: đây chính là tổng bộ của công ty họ Lâm chúng tôi. Những người tự sát đó đều làm trong tòa nhà này. Tôi gật đầu, sau đó xuống xe bước về hướng của tòa nhà. Tòa nhà này khoảng 30-40 tầng. Khắp xung quanh toàn bộ tòa nhà đều có đèn điện sáng trưng, duy chỉ có một tòa nhà tắt điện. Nhìn thoáng qua tôi cũng thấy đầy mùi tử khí. Những tòa nhà này đều là công ty của em phải không? Tôi nghi hoặc hỏi Hiểu Kỳ. Không phải tôi không tin tài lực của nhà họ Lâm, nhưng cả một khu rộng lớn như thế này không biết phải chứa được bao nhiêu người mới đủ. Thông thường tổng bộ của một công ty ít nhất cũng phải có 100 người. Lâm Hiểu Kỳ gật đầu nói: đúng vậy, bởi vì tòa nhà này mới được xây dựng không lâu, từ tầng 3 trở đi là bản thân sử dụng, cho nên ở bên trên đã lắp đặt xong rồi. Nào ngờ lại xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối, cho nên về sau 3 tầng dưới không có ai thuê. Thì ra là như vậy. Tôi gật đầu nói. Tôi đưa mắt quan sát bốn xung quanh tòa nhà. Tôi thấy tòa nhà không hề phạm phải điều gì phong thủy. Đây chính là do Hà quản gia động chân động tay, cho nên chỉ cần đảo mắt nhìn qua tôi cũng biết được ngay. Tôi quay đầu nói với Hiểu Kỳ: em ở trong xe đợi anh, một mình anh đi vào trong đó xem. Lâm Hiểu Kỳ là một cô gái rất nhát gan. Tuy Hiểu Kỳ rất muốn đi cùng với tôi vào trong đó, nhưng chắc sợ bên trong tòa nhà này nhỡ xảy ra chuyện ma quái xuất hiện, cho nên đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Hiểu Kỳ lấy chìa khóa từ trong nhà đưa cho tôi. Tôi biết là tòa nhà có ma quỷ tác quái, nhưng không phải không có người ở. Bên trong tòa nhà vẫn có mấy nhân viên bảo vệ đang trực ca. Mặc dù họ biết thừa rằng tòa nhà này đang có ma quỷ, nhưng có tiền thì có thể sai khiến được ma quỷ, huống hồ là mấy nhân viên bảo vệ. Vừa bước vào trong tòa nhà, tôi cảm thấy không khí ở đây rất là âm u lạnh lẽo. Không biết do tòa nhà này đứng lắp điều hòa hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy bên tai của tôi âm phong nổi lên ồ ồ. Bên trong tòa nhà có ba nhân viên đang ngồi trực. Thế tôi đi tới, một người bảo vệ liền đứng dậy đến chỗ của tôi. Anh ta hỏi tôi đến đây làm gì. Tôi đáp là tôi đến để trừ ma cho Lâm Chính Hòa. Sau đó tay tôi vung một chùm chìa khóa. Người bảo vệ quan sát tôi một lúc, sau đó vui mừng rồi nói: thì ra là đại sư, lần này thì tốt quá rồi. Đại sư mau đuổi hết lũ ma quỷ ấy đi, mấy tháng này không có đêm nào là chúng tôi ngủ ngon giấc cả. Nghe anh ta nói như vậy tôi liền hỏi: vì đại ca này, anh cũng đã từng gặp ma quỷ trong căn nhà này sao? Nhân viên bảo vệ cứ đưa mắt nhìn tôi rồi sau đó sợ hãi nói: quỷ thì tôi chưa được gặp, nhưng mà có rất nhiều lần chúng tôi đi tuần tra trên lầu, đằng sau lưng chúng tôi luôn có tiếng bước chân. Lại có mấy lần chúng tôi đang trực ở tầng dưới, cầu thang máy vô cớ được bật sáng rồi đi lên. Mấy lần chúng tôi sợ đến nỗi định viết đơn xin nghỉ việc. Nghe nhân viên bảo vệ nói như vậy, tôi cau mày suy nghĩ. Nếu như những gì anh ta nói là sự thật, vậy thì trong tòa nhà này thực sự có những thứ không sạch sẽ. Tôi đưa mắt nhìn người bảo vệ, trên người anh ta ba ngọn dương hỏa vẫn còn rất vượng. Tôi liền an ủi anh ta: tôi thấy vận trình của anh đang rất tốt, cho dù có quỷ thì cũng không dám động đến anh đâu. Đại sư, thật vậy sao? Cảm ơn đại sư. Nhân viên bảo vệ nghe tôi nói như vậy thì tích chí lắm. Mà lúc đó hai nhân viên bảo vệ còn nghe thấy chúng tôi nói chuyện, biết được thân phận của tôi, thế là cả hai người cùng tiến lại. Một người trong số đó vui vẻ nói với tôi: đại sư, những chuyện quái quỷ này tôi đã gặp nhiều lần rồi, thậm chí là còn được trông thấy nó. Vậy sao? Tôi cau mày nghĩ, nếu quả thật đúng như lời họ đã nói thì kẻ tác quái trong tòa nhà này nhất định là những con quỷ hồn. Như vậy sẽ đỡ bớt việc cho tôi rất nhiều. Tôi liền hỏi: mà nói xem anh đã gặp thứ gì vậy?
Người bảo vệ kia gật đầu, anh ta nói tiếp: "Có một đêm tôi đi tuần tra, đó là trên tầng thứ 25, bất chợt có một cánh cửa bên cạnh tôi bật mở. Từ trong nhà bước ra một bà già. Lúc đó tôi sợ gần chết, suýt nữa thì ngất đi, bởi vì tòa nhà này đã nửa năm không có người ở." "Vậy thì tại sao lại có một bà lão từ trong phòng đi ra, nhất là lại đúng vào lúc nửa đêm cơ chứ?" Tôi liền nhìn anh ta, thấy anh ta vẫn chưa có nói xong, cho nên tôi không ngắt lời của anh ta nữa. Anh ta tiếp tục nói: "Khi đó tôi sợ quá liền chạy vội xuống, để cho thang máy tôi phát hiện ra, bà ta không hề đuổi theo tôi. Tôi vội vàng bước vào trong cầu thang máy. Thang máy vừa mới bắt đầu chạy xuống thì tôi kinh hoàng lăn ra đất ngất đi, bởi vì không biết từ lúc nào bà già ấy đang đứng bên cạnh của tôi trong thang máy. Từ đó tôi không dám đi tuần tra qua căn phòng đó nữa." "Anh Lý, tại sao tôi chưa nghe anh nói việc này?" "Đúng vậy, gặp phải sự việc như thế này tại sao anh không nói gì cho chúng tôi?" Một người bảo vệ khác cũng hiếu kỳ hỏi: "Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Ở đây nói chuyện về bà già quỷ kia, và nhất nếu bị bà ta nghe thấy, đó chẳng phải là tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm hay sao?" Người bảo vệ nói chuyện với tôi chợt đưa mắt lên với hai nhân viên bảo vệ, sau đó anh ta quay sang tôi cười rồi nói: "Bây giờ có đại sư ở đây cho nên tôi mới dám nói." Xem ra bộ dạng của anh ta đang sợ hãi, tôi biết khi đó anh ta đã sợ đến mức độ nào. Có điều tôi biết sự việc hiện tại vẫn chưa kết thúc, bà già quỷ kia luôn có mặt ở đây, nhất định là phải có nguyên nhân. Tôi liền nói với anh ta: "Anh kể tiếp đi." "Tôi kể đến đâu rồi nhỉ?" Nhân viên bảo vệ kia đột nhiên nói ra một câu khiến tôi chút nữa thì té xỉu. "Anh đang kể đến đoạn gặp bà già quỷ trên cầu thang máy." Một nhân viên bảo vệ vội vàng nhắc, xem ra mọi người đối với sự việc này rất có hứng thú. "À đúng rồi, chỉ tại cậu cắt ngang." Nhân viên bảo vệ mắng một người bên cạnh, sau đó anh ta tiếp tục nói: "Khi đó tôi trông thấy bà già quỷ đứng bên cạnh mình trong thang máy, tôi sợ đến chút nữa thì đái cả ra quần. Bởi vì lúc đó tôi đã biết bà ta thực sự là quỷ. Tôi sợ quá định bỏ chạy, nhưng mà do quá sợ hãi cho nên đôi chân đã mềm nhũn, cơ bản là không thể nhấc chân lên được. Bà ta bay đến chỗ tôi và hỏi: cửa ở đâu?" "Cái gì? Bà già quỷ đó hỏi anh cửa ở đâu ư?" Cả tôi và hai nhân viên kia đều kinh ngạc kêu lên. "Đúng vậy, bà già quỷ đó hỏi tôi là cửa ở đâu." Lúc đó tôi vội vàng đưa tay chỉ vào cửa thang máy rồi nói: "Chỉ cần xuống thang máy là có thể đi ra được." Nhân viên bảo vệ đó nói. Tôi gật đầu, xem ra bà già quỷ này không hề có ý ác, có lẽ chỉ là một hồn phách vô tình lọt vào trong tòa nhà này mà thôi. Nào ai biết, khi ấy nhân viên bảo vệ kia vẫn còn chưa nói hết, anh ta tiếp tục nói: "Khi đó tôi cứ nghĩ rằng sự việc như vậy là xong, nào ngờ sự việc vẫn chưa kết thúc." "Sao, sự việc vẫn còn chưa kết thúc? Chẳng lẽ bà già đó còn quay lại?" Nghe những lời này, bất giác tôi cau mày thầm nghĩ, chẳng lẽ ban nãy mình đã đoán sai? Không chỉ có mình tôi, cả hai bảo vệ kia cũng nghĩ như vậy, cho nên những người này đều ngạc nhiên kêu lên giống như tôi. "Đúng vậy, sự việc vẫn chưa kết thúc. Đêm hôm đó không có gì xảy ra nữa, nhưng mà sự việc xảy ra hôm đó đã khiến cho tôi quá sợ hãi. Sang đến đêm hôm sau thì tôi không dám đi, mà để cho hai người bọn họ đi tuần tra. Một mình tôi ngồi ở bàn đại sảnh, nhưng mà tôi đâu biết rằng hai người kia vừa đi chưa được bao lâu, cầu thang máy ở đại sảnh bỗng vang lên một tiếng keng. Khi đó tôi đang thầm nghĩ là sao hai người kia quay trở lại như vậy. Nhưng mà tôi thực sự không ngờ, sau khi cánh cửa thang máy được mở ra, bên trong lại không phải là hai người bọn họ, mà chính là bà già quỷ hôm trước." Nghe đến đây, cả hai nhân viên bảo vệ còn lại mặt mũi đều tái xám, chắc chắn là họ bị dọa cho sợ không ít. Bất giác cả ba người quay đầu sang nhìn phía cầu thang máy. Tôi vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao?" Anh ta tiếp tục nói: "Khi đó tôi sợ đến nỗi toàn thân run lên cầm cập. Bà già đó ra khỏi thang máy liền bay thẳng đến chỗ của tôi, sau đó vẫn hỏi lại tôi câu hỏi đó: cửa lớn ra ngoài ở đâu?" Tôi sợ hãi đưa tay chỉ ra ngoài cửa và nói ở ngay đó. Tiếp theo bà già đó bay ra ngoài cửa lớn, còn tôi nhân cơ hội đó chạy vào trong thang máy. "Bà già đó đã từng đi ra ngoài?" Tôi vội vàng hỏi. "Tôi không biết, sau đó tôi cũng không gặp lại bà ta, có lẽ bà ta đi rồi," anh ta đáp. Tôi gật đầu lấy tay vỗ nhẹ vào vai của anh ta rồi nói: "Yên tâm, không có sao là tốt rồi. Xem ra tòa nhà này có vấn đề, để tôi đi lên đó xem sao." Nói xong tôi đi vào trong thang máy. Từ trong bảng báo hiệu số tầng của thang máy có thể nhận thấy tòa nhà này tổng cộng có 30 tầng. Tôi bấm số tầng 28, cánh cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu chạy lên trên. Không bao lâu sau, thang máy đưa tôi đến tầng số 28. Tôi lấy từ ba lô đeo sau lưng ra một chiếc la bàn, sau đó tôi bắt đầu dò xét từng gian phòng một. Nếu như la bàn không động thì là cát, nhưng mà nếu động đậy thì đó là hung. Loại la bàn tôi dùng thường không giống những loại la bàn bình thường, chỉ xem được phương hướng. Xung quanh la bàn còn bố trí hình bát quái, âm dương ngũ hành. Kim la bàn đặc biệt rất mẫn cảm, có thể phát hiện được những biến hóa xung quanh, từ đó mà có thể đưa ra những phán đoán rất chính xác.
Chiếc kim thứ nhất gọi là đường châm, nó luôn không ngừng dao động mà không bao giờ quay về vật trung chuyển. Nếu như có sự xuất hiện dị thường, thông thường có thể đoán định ở đây có quái trạch hay là âm chỉ. Nếu xây dựng nhà cửa ở đây là hỏa, nếu như kim này dao động ở cũng tốn phương vị kỷ ất, như vậy ở bên dưới nhất định có gỗ quan tài hay là đồ kim khí cổ. Nếu xây dựng ở phương vị này thì đa dâm tiểu sắc, nếu không thì cũng cô quả bận hàn. Chiếc kim thứ hai chính là kim đầu thượng đột. Khi nó dao động thì chứng tỏ ở đây có âm khí, nhưng âm khí này là âm khí tốt. Nếu không phải là tổ tiên của gia đình đang hiện về có mặt thì đang là có phúc thần phù hộ. Chiếc kim thứ ba là trần kim. Nếu như đầu kim này quay xuống, chứng tỏ là đang có âm khí. Cũng giống như trên, loại âm khí này không phải là ác âm, nhưng nó là oan hồn uổng tử hay chết một cách không bình thường. Nếu xây dựng dương trạch trên phần đất này sẽ khiến cho người ta luôn cảm thấy không thoải mái. Chiếc kim thứ tư chính là chuyển kim. Chiếc kim này luôn xoay chuyển không ngừng. Nếu như chiếc kim này liên tục xoay chuyển, chứng tỏ ở đây có ác âm, oán khí luôn quanh quẩn ở nơi này. Nếu như ở những nơi như vậy thì nhất định sẽ bị làm hại. Chiếc kim thứ năm gọi là đầu kim. Loại kim này luôn nửa nổi nửa chìm, hoặc nổi lên trên tận đỉnh hoặc là hạ xuống tận đáy. Nó nói lên rằng ở phía dưới có huyệt mộ, nếu xây dựng dương trạch ở nơi này nhất định sẽ phải tán mạng, hơn nữa còn dính vào khẩu thiệt kiện tụng. Chiếc kim thứ sáu là nghịch kim. Thông thường nó nằm ở vị trí trung tuyến. Nếu đầu kim trích lên đó là chỗ đất nghịch, nếu ở đây nhân vong tài bại. Chiếc kim thứ bảy gọi là chắc kim. Là kim này luôn đứng im, nhưng nếu nó quay về vạch trung tuyến, có nghĩa là ở được có thần đàn cổ tự hoặc là sát vật, không thể ở nơi này. Chiếc kim thứ 8 chính là kim chính. Nếu kim quay thẳng lên trên thì nó là nơi cắt địa. Nếu nó chỉ lệch đi thì không tốt. Kim càng chỉ lệch thì phong thủy ở nơi đó càng hung, không có nên ở. Ra khỏi cầu thang máy đang đứng giữa hành lang tầng 28, tôi giờ la bàn ra xem, mọi chiếc kim đều ở vị trí bình thường. Điều đó nói lên rằng nơi đây bình thường phong thủy không có vấn đề gì, mà cũng không có âm khí đang xuất hiện ở đây. Lúc này đã rơi vào khoảng 11 rưỡi đêm, chính là thời khắc mà ma quỷ thường hay xuất hiện. Cả một dãy hành lang dài hun hút và tối om om, thi thoảng lại ảo tới những trận gió âm lạnh. Trong hành lang không có một chút hơi người nào. Tôi định đi tìm công tắc bật đèn trên hành lang, nhưng không sao tìm thấy. Cũng may mà khu vực này có rất nhiều những tòa nhà cao tầng đang bật đèn sáng chói. Ánh sáng từ những tòa nhà ấy hắt vào không đủ cho tôi nhìn thấy được đường đi. Trên hành lang cứ cách 10 mét lại có một cánh cửa dẫn vào từng phòng một. Tôi cầm la bàn trên tay đi một vòng khắp hành lang, nhưng không có vấn đề dị thường nào cả. Sau đó tôi quay trở lại hành lang, rồi đi lên tầng thứ 29. Sau khi lên đến tầng 29, tôi bước ra khỏi hành lang chưa được bao lâu, đột nhiên những chiếc kim trên la bàn bắt đầu xoay chuyển. Một chiếc kim chúc đầu xuống, tôi cúi đầu nhìn xem. Đó là trầm kim. Tôi biết ngay là trên tầng 29 này có ác âm. Trong lòng tôi bắt đầu khẩn trương, vội vàng đưa mắt nhìn ra bốn xung quanh. Bốn bề nồng nặc âm khí, nhưng tôi không phát hiện ra được ma quỷ. Tôi liền thuận theo chiều chỉ của la bàn mà lần đi. Tôi phát hiện ra kim la bàn đang chỉ vào một cánh cửa đối diện ở phía trước. Tôi lấy cây kiếm đồng tiền ra cầm sẵn ở trên tay, sau đó nhẹ nhàng lần theo hướng chỉ của kim la bàn mà đi tới. Đúng lúc đó kim la bàn đột ngột biến động, tôi giật bắn mình. Cánh cửa phía sau tôi bất ngờ mở ra, phát hiện ra một âm thanh. Liền ngay sau đó, sau lưng của tôi vang lên những tiếng bước chân. Nghe thấy những tiếng bước chân, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Tôi thấy một bóng trắng thoát ẩn biến mất trong hành lang. Đúng lúc đó kim la bàn lại đã dừng lại, đầu trầm kim vẫn chỉ về cánh cửa phía trước. Hóa ra ở nơi đây không phải chỉ có một con quỷ. Trong đầu tôi thầm nghĩ, con quỷ kia đã chạy mất rồi, bây giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa. Cho nên tôi dự định tìm con quỷ ở trong căn phòng phía trước đã, nên tôi tiếp tục tiến về phía trước. Một tay nhẹ nhàng đặt lên nắm đấm cửa xoay mạnh, sau đó tôi lao vụt vào trong phòng. Vừa xông vào trong phòng, tôi còn chưa kịp quan sát xem trong phòng có con quỷ nào không, thì từ trên đỉnh đầu của tôi, một luồng âm phong đang trào đến. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên xem, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen to lớn bay vút trên đầu của tôi bay ra ngoài cửa. Tôi làm sao có thể để cho con quỷ hồn kia chạy thoát. Tôi vội vàng quay đầu phi ra cửa đuổi theo. Lúc này thì tôi nhận ra bóng đen kia là ai rồi. Tuy rằng bóng đen đó đang bay rất nhanh trong hành lang, nhưng vẫn nhận ra đó là một con quỷ hồn. Một con quỷ hồn mang hình dạng của một bà già. Trong đầu tôi cảm thấy thất kinh. Chẳng lẽ đây chính là bà già quỷ mà nhân viên bảo vệ kia đã hay gặp? Chẳng lẽ nó vẫn còn chưa chịu rời đi? Trong lòng của tôi đang còn nghi hoặc, nhưng chân của tôi vẫn chưa dừng lại. Tôi vẫn gấp rút đuổi theo. Nếu như quả thật đó là bà già quỷ như nhân viên bảo vệ kia kể lại,
Như vậy con quỷ hồn kia không có ác ý, bởi vì nhân viên bảo vệ kia đã gặp bà ta 2 lần nhưng vẫn không bị làm sao. Lúc lúc mà tôi đuổi xe đến cầu thang máy, bà già quỷ đã biến mất. Mà lúc đó cầu thang máy lại đang đi xuống. Nhìn theo ánh đèn nhấp nháy trên bảng điều khiển, cầu thang máy đi xuống tầng 1, nhất định là bà ta đang đi xuống chứ không thể là đi lên. Tôi vội vàng chạy ra chiếc thang máy ở gần đó rồi ấn nút đi xuống tầng 1. Chỉ một loáng sau tôi đã đến tầng 1. Mấy nhân viên bảo vệ thấy tôi đi xuống, thế là vội vàng chạy tới tranh nhau rồi hỏi: "Đại sư sao rồi ạ?" Tôi làm gì có lòng dạ nào để trả lời họ, vội vàng đưa mắt quan sát nhìn xung quanh, thế nhưng không thấy bóng dáng của bà già quỷ ấy đâu nữa. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi ban nhân viên bảo vệ: "Các anh có thấy cầu thang máy vừa rồi mở ra không?" Cả ba nhân viên biểu lộ khuôn mặt vô cùng sợ hãi, cả ba đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ đều lắc đầu rồi nói: "Không, không có, chẳng lẽ ban nãy có quỷ xuống dưới này?" "Không thể như vậy được, chẳng lẽ bà già quỷ đó đi xuống tầng 1 nhưng lại không đi ra ngoài, sau đó lại bấm thang máy đi lên?" Tôi lẩm bẩm ở trong mồm, nhìn điều bộ của ba người bọn họ, thế là tôi vội vàng vỗ vai một nhân viên bảo vệ rồi nói: "Không sao đâu, đừng sợ." Nói xong tôi lại chạy trở vào trong thang máy, còn ba người bọn họ đều đứng ngây người ra nhìn theo bóng của tôi là vút đi như một cơn gió rồi biến mất. Tôi biết họ đã bị tôi làm cho sợ hãi, nhưng mà tôi đâu có thời gian để giải thích cho bọn họ. Tôi bấm nút chọn tầng số 29, một lát sau tôi lên đến tầng số 29, nhưng lần này thì tầng 29 lại hoàn toàn vắng lặng. Tôi đi mấy vòng liền khắp cả tầng 29 nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác lạ. Cuối cùng tôi quyết định đi lên tầng số 30, cũng chính là tầng cao nhất của tòa nhà này. Vừa bước ra khỏi thang máy tôi liền nhận ra ngay, ở đây âm khí và oán khí rất nồng đậm. Trong lòng của tôi bắt đầu khẩn trương, xem ra đây nhất định có nhiều oan hồn oán quỷ. Trước mắt của tôi hành lang tối âm u, không khí trong đây ngoại trừ oán khí và âm khí ra, không hề có một con quỷ hồn nào cả. Thế là tôi liền lấy la bàn ra xem, kim la bàn đang chuyển động rất mạnh, chờ mãi mà không thấy kim la bàn dừng lại. Không biết là chuyển kim bị làm sao vậy. Như trước đây tôi đã nói qua về chiếc chuyển kim trên la bàn, nếu như chuyển kim cứ quay không dừng lại, nơi đấy nhất định có ác linh, đây chính là nơi đại hung. Lúc này thì tôi tin chắc rằng trong tòa nhà này có hung hồn. Tôi bắt đầu chậm chậm tìm kiếm. Tôi đi rất chậm rãi, mỗi bước chân của tôi đều rất nhẹ nhàng. Tôi vừa bước đi chỉ được khoảng 7-8 mét thì đằng sau lưng của tôi, một cánh cửa bất ngờ vừa được mở ra và đóng lại ngay. Tôi vội vàng nhét la bàn vào trong ba lô, rồi rút thanh kiếm đồng tiền ra. Tôi lập tức chuyển người chạy về phía cánh cửa đó, đạp tung cánh cửa ra. Trước mắt tôi là một con quỷ nữ mặc bộ quần áo màu đỏ đang bay trước mắt tôi chừng 5 mét. Bàn chân của nữ quỷ áo đỏ này cách mặt đất chừng khoảng 80 cm. Nó đang quay lưng về phía của tôi. Trên người của nó là một bộ quần áo màu đỏ, tóc để buông xõa. Lúc này con nữ quỷ đã phát hiện ra có người đi vào, nó liền từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt của nó trắng bệch như sắp, trên miệng của nó còn đầy máu tươi đã không ngừng chảy ra. Con nữ quỷ trừng mắt nhìn tôi, trong đôi mắt của nó chất chứa đầy oán khí. Nhìn thấy hình dáng con nữ quỷ trước mặt, tôi không tránh khỏi thắc mắc. Lúc trước tôi đã cho rằng đây chỉ là mấy oan hồn, nhưng mà con nữ quỷ trước mắt của tôi hiện nay là một con lệ quỷ. Chắc rất nhiều người biết đến được truyền thuyết về những con lệ quỷ mặc áo đỏ, nhưng mọi người lại không biết được tại sao lệ quỷ lại mặc áo đỏ phải không? Thực ra ở bên Trung Quốc, người ta thường lấy màu đỏ để tượng trưng cho khánh hỷ, nhưng mà đấy chỉ là đối với người mà nói. Còn đối với ma thì chúng lại rất sợ màu đỏ. Những loại ma quỷ thông thường chỉ cần nhìn thấy màu đỏ là chúng sẽ tránh đi nơi khác, cho nên người ta hay dán câu đối màu đỏ ở trước cửa để trừ tà. Cô dâu chú rể khi đi rước dâu cũng phải mặc quần áo màu đỏ để cho ma quỷ trông thấy phải chạy thật xa, không dám lại gần để quấy rầy. Nhưng mà đối với những người khi chết họ lại đang mặc quần áo màu đỏ, vậy thì sau khi trở thành hồn ma, những người này sẽ không sợ màu đỏ nữa, mà khi đó những hồn ma này sẽ trở nên vô cùng độc ác, có cửu báo thù, có hận rửa hận. Không chỉ có như vậy, những lệ quỷ áo đỏ này không hề biết sợ hãi những thứ chấn hồn chấn sát nữa. Đỏ máu của chiếc áo luôn nhắc nhở nó nghĩ đến những mối thâm thù trong lòng của nó. Thậm chí có những người khi còn sống chỉ cần tranh cãi với nó, nếu để nó gặp lại thì nhất định sẽ bị mất mạng. Thế con lệ quỷ oán khí của nó rất nặng nề, tôi liền quyết định chấn áp oán khí của nó. Tôi quát to với con lệ quỷ: "Con nghiệt hồn kia, người đi đường người, quỷ đi đường quỷ, không xuống âm tào để đầu thai chuyển thế, sao còn quay trở lại dương gian? Chẳng lẽ ngươi không sợ những hình phạt tàn khốc dưới địa ngục hay sao?" Nào ngờ con lệ quỷ chẳng có chút sợ hãi nào cả, người của nó còn hung hãn hơn, trợn mắt nhìn tôi rồi hỏi: "Ngươi là đạo sĩ?" "Đúng vậy, ta chính là đệ tử chân truyền của phái Thất Sơn. Ta thành thực khuyên ngươi nên mau chóng rời khỏi khu nhà này,
nếu không chưa có trách ta đánh cho hồn phi phách tán. Nhìn bộ mặt hung hãn của nó, lẽ nào tôi lại sợ nó? Nhưng nó phát hiện ra oán khí của nó đã bị nghĩa khí của tôi chấn áp, nó sẽ trở nên sợ hãi. Con nữ quỷ nghe thấy tôi nói là đạo sĩ, thế là nó liền gầm gừ lên rồi nói: người quả nhiên tới rồi, hôm nay ta sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi. Nói xong nó giơ hai móng tay để móng sắc nhọn nhằm vào cổ tôi mà lao tới. Thì tôi biết lệ quỷ hung ác hơn những thứ quỷ hồn khác rất nhiều, nhưng cũng không ngờ được rằng con nữ quỷ này lại hung bạo đến như vậy. Tôi còn chưa nói được với nó nổi mấy câu, nó đã coi tôi như là cựu nhân mà lao tới tấn công. Khi đó khoảng cách giữa tôi và con nữ quỷ rất gần nhau, nó bất ngờ nhào tới tấn công. Tôi làm sao có thể tránh được, tôi vội vàng giơ kiếm đồng tiền lên nhằm thẳng tay của nó mà chém xuống. Đòn tấn công của nữ quỷ đã bị chặn lại, thế nhưng hình như nó chẳng hề vật xương sát là thanh kiếm đồng tiền. Thanh kiếm đồng tiền chém mạnh vào tay của nó, chỉ thấy bốc lên một ít khói đen, nhưng nó không hề nhảy lùi ngược lại. Ngược lại nó còn lao tới để đưa tay vào chụp thanh kiếm đồng tiền của tôi, rồi thuận thế đoạt luôn thanh kiếm đồng tiền trên tay của tôi. Còn nữ quỷ cướp được thanh kiếm đồng tiền trên tay của tôi xong, nó tức giận cầm thanh kiếm quật mạnh vào tường, khiến cho thanh kiếm đồng tiền bị đứt, những đồng tiền văng ra tung tóe trên mặt đất. Còn nữ quỷ cất tiếng cười âm u và ghê rợn. Sau đó nó lạnh lùng nhìn tôi rồi nói: dựa vào một chút đạo hạnh còn non như nhà ngươi mà đòi hàng phục ta ư? Hôm nay ngươi sẽ phải theo ta để làm cô hồn dã quỷ. Nói thật, những loại hung hồn ác quỷ tôi đã gặp quá nhiều, nhưng lệ quỷ thì tôi rất ít gặp. Mà gặp được lệ quỷ cũng chỉ khi tôi còn rất nhỏ, trong những ngày tôi cùng với sư phụ đi hành tẩu giang hồ. Biết rằng lũ lệ quỷ đa phần không sợ những vật chấn sát thông thường, ngay như thanh kiếm đồng tiền cũng vậy. Mặc dù kiếm đồng tiền được làm bằng những đồng tiền cổ, mà những đồng tiền cổ này đã qua tay hàng vạn người, cho nên dương khí trên thanh kiếm rất mạnh. Nếu chế được nó thành thanh kiếm vô hình chung, nó còn tăng thêm cả sát khí. Thông thường những con quỷ hồn bị kiếm đồng tiền chém phải, nó sẽ bị bắn văng ra mấy mét, đều có giống như con lệ quỷ đứng trước mặt của tôi. Không những không làm nó bị thương, mà còn bị nó đoạt và phá hủy luôn thanh kiếm. Nếu người đã cương quyết không chịu đi, vậy thì ta tiễn ngươi đi một đoạn. Nói xong tôi lấy trong túi ra một tập linh phù đã được chuẩn bị trước, rồi nhằm thẳng vào con nữ quỷ mà ném tới. Nhưng đạo linh phù này đều là linh phù dáng quỷ, một tập linh phù ném ra khiến con nữ quỷ tỏ ra sợ hãi, nó vội vàng lùi người lại rồi bay đi. Nhưng lần này cũng giống như lần trước, do khoảng cách giữa tôi và con nữ quỷ quá gần, dù cho nó có vội vàng lùi lại cũng vẫn bị mấy đạo phù quăng trúng người. Nó hét lên một tiếng kêu thảm thiết chói tai rồi văng ngược lại phía sau. Nhìn thấy đạo linh phù đã đánh trúng nữ quỷ, nhưng tôi không vội vàng thừa thắng xông tới, vì tôi biết rằng mấy đạo linh phù chỉ có thể đánh nó bay xa, nhưng cũng chưa đủ gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho nó. Nếu như tôi xông lên thì vô tình đã tự mình tìm đến cái chết. Nhân cơ hội này, tôi liền đưa mấy ngón tay lên miệng cắn, sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng, rồi dùng máu ở đầu ngón tay vẽ lên một đạo, đó là mãnh quỷ nhập địa phù. Vừa vẽ miệng tôi vừa đọc thần chú: thiên thông linh địa thông linh, trinh hồn đồng tử, từ đồng trinh, hồn tàng địa bất năng sinh, phủ quỷ chú xuống ác quỷ tầm, trinh hồn đồng tử mau áp giải, ta phụng mệnh địa tạng bồ tát thần binh, hỏa cấp như luật lệnh. Tác dụng của mãnh quỷ nhập địa phủ này là có ý nghĩa đưa hồn xuống địa phủ, thông thường được dùng với sắc lệnh của địa tạng vương bồ tát, lệnh của chiêu trinh hồn đồng tử áp giải những hung hồn ác quỷ xuống dưới địa ngục để trị tội. Linh phủ vừa vẽ xong, còn nữ quỷ lúc này đang bỏ dậy. Nộ khí trên người của nó đã lên đến đỉnh điểm, trông bộ dạng của nó bây giờ vô cùng ghê sợ. Đôi mắt của nó nhìn căm giận như lồi ra khỏi tròng mắt. Trên khuôn mặt của nó lúc này chút xanh chút trắng. Có điều lúc này tôi đã vẽ xong linh phù, lẽ nào tôi còn sợ nó? Đúng lúc mà nó đang lao vào tôi cũng bước thẳng đến áp sát vào nó. Lúc đôi bên sắp sửa tiếp cận nhau, tôi vùng tay ném đạo phù về phía của người nó. Con nữ quỷ chắc cho rằng đạo linh phù này cũng chỉ tầm thường như lần trước, cho nên nó chẳng thèm tránh, cứ tiếp tục lao thẳng tới. Đạo phù đã đánh trúng người của nó. Còn nữ quỷ nhất thời đứng sững lại, vì giống như bị đạo phù định thân hình lại, không còn động đậy được nữa. Tiếp theo, từ dưới chân của con nữ quỷ bỗng chui ra hai cánh tay của trẻ con. Hai tay đứa trẻ đó hình như có mắt mọc ở trên đó. Nó liền giữ chặt lấy đôi chân của nữ quỷ, sau đó lôi mạnh xuống dưới đất. Trong chớp mắt, con nữ quỷ liền bị kéo xuống đất không còn dấu vết, mà trên nền nhà cũng không còn để lại một dấu vết gì. Con lệ quỷ này đã bị áp giải xuống địa phủ. Tôi biết số phận của nó sau này sẽ rất thê thảm, bóc da rút gân, ném vào vạc dầu. Đây chính là những hình phạt dưới địa ngục chuyên dành cho những con ác quỷ chuyên đi hại người. Nhưng rồi tôi không hề cảm thấy thương xót cho nó.
Hơn 20 mạng người ở đây đã bị sát hại, tuyệt đối là do chính con lệ quỷ này gây ra. Tuy rằng con lệ quỷ này đã bị tôi giải quyết, nhưng trong lòng tôi không cảm thấy thoải mái, bởi vì trong tòa nhà này có ma quỷ, nhất định là do bàn tay của hạ quản gia gây ra. Còn đối với nguyên nhân gây ra chuyện ma quỷ xuất hiện, tôi lại chẳng có một chút manh mối nào cả. Tôi đi vòng lên tầng số 30 thêm mấy vòng, nhưng không phát hiện ra được thêm gì. Thế là tôi quyết định đi về nhà, sáng mai tôi sẽ tính tiếp. Tôi bước vào trong thang máy, ấn nút xuống tầng 1, tiếp theo thang máy bắt đầu hạ xuống. Nhưng khi thang máy xuống đến tầng 7, đột nhiên thang máy dừng lại. Tôi cau mày chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bất chợt một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy bất chợt mở ra. Trước cửa thang máy là một đứa bé trai chừng 7 tuổi. Khuôn mặt của đứa bé trắng bệch, không có chút huyết sắc nào cả, trông nó không khác gì những đứa trẻ bình thường. Đứa bé ngước mắt nhìn tôi, sau đó nó bước chân vào trong thang máy. Tôi nhìn bộ dạng của nó không có vẻ gì là hung ác, thế nên tôi liền đến hỏi nó. Này cậu bé, cháu định lên tầng mấy? Không biết, chỉ là tôi muốn đi ra. Đứa bé lắc đầu nói, cháu muốn ra ngoài. Nghe đứa bé nói như vậy, bất giác tôi cau mày. Tại sao đứa bé này lại muốn ra ngoài, giống như bà già quỷ mà nhân viên bảo vệ kia đã gặp? Tất cả đều muốn ra ngoài, chẳng lẽ họ không hề ra ngoài được hay sao? Nghĩ đến đây tôi liền hỏi, chẳng lẽ cháu không tìm được đường ra hay sao? Đứa bé gật đầu, sau đó nó dùng một ánh mắt van cầu với tôi. Chú có thể dẫn cháu ra ngoài được không? Cháu muốn ra ngoài. Tôi biết những vong quỷ này không thể ra khỏi khu vực tòa nhà này. Đây nhất định là có vấn đề, mà vấn đề này nhất định do hạ quản gia sắp đặt. Tôi gật đầu rồi nói, được, bây giờ chú sẽ dẫn cháu ra ngoài. Đứa bé quỷ mỉm cười, trong bộ dạng của nó lúc này rất đáng yêu. Nhưng khi tôi vừa xuống đến tầng 2, thang máy đột nhiên dừng lại một lần nữa. Tiếp theo một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy lại được mở. Xuất hiện trước cửa thang máy chính là bà già quỷ mà ban nãy tôi đang đuổi theo. Bà già quỷ vừa trông thấy tôi liền lập tức quay đầu định bỏ chạy, mà đứa bé đang đứng bên cạnh tôi bắt đầu gọi, bà ơi, chú này sẽ đưa cháu ra khỏi đây, bà mau quay lại đi, chúng ta có thể ra khỏi nơi này. Nghe đứa bé gọi như vậy, bà già quỷ đang định bỏ chạy liền dừng chân, sau đó quay lại nghi hoặc nhìn tôi. Tôi nhìn bà già quỷ gật đầu, biểu thị tôi không làm hại bà ta. Bà già quỷ nhìn thấy đứa cháu đang đứng bên cạnh của tôi, sau đó cảnh giác từ từ đi tới. Bà ta đứng ngay cửa nhìn tôi dò xét, có lẽ bà ta cảm thấy tôi không có ác ý gì với mình. Cuối cùng bà già quỷ cũng bước vào trong thang máy. Tinh một tiếng, thang máy đã xuống đến tầng 1. Đúng lúc mà tôi vừa đi ra khỏi thang máy, bà già quỷ và đứa bé đi theo sau lưng của tôi. Nhân viên bảo vệ kia thấy tôi ra khỏi thang máy cũng chạy đến. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, anh ta liền trông thấy bà già quỷ và đứa bé. Anh ta kinh sợ vội vàng lùi lại, khuôn mặt xanh xám đưa tay chỉ về phía sau lưng của tôi, miệng há hốc mà không nói được thành lời. Quỷ, có quỷ. Hai nhân viên bảo vệ nghe thấy như vậy thì cũng suýt nữa ngã lăn ra đất. Hai người vội vàng đưa mắt nhìn theo, sau đó họ quay lại nghi hoặc nói, anh Lý, anh làm sao vậy? Đây rõ ràng là đại sư mà. Đúng vậy, do hai nhân viên bảo vệ dương khí này quá thịnh, cho nên cơ bản họ không thể nhìn thấy bà già quỷ và đứa bé sau lưng của tôi. Chỉ có duy nhất nhân viên bảo vệ họ Lý kia là vận trình đang kém, cho nên anh ta mới có thể nhìn thấy. Tuy rằng trong mồm hai người nói như vậy, thế nhưng hai người vẫn cứ dừng lại, không dám tiến lên phía trước. Có lẽ họ cho rằng tôi cũng là quỷ. Nhìn thấy điệu bộ sợ hãi của bọn họ, tôi vội vàng nói, các anh không cần phải sợ, tôi không phải là quỷ. Nhìn cậu xem, đã sợ đến bộ dạng này. Hai nhân viên bảo vệ kia thấy tôi nói như vậy liền quay sang mắt nhân viên bảo vệ họ Lý kia, sau đó bước đến chỗ của tôi. Còn nhân viên bảo vệ họ Lý kia cứ dần dần lùi lại phía sau. Hai nhân viên đi tới cười nói với tôi, đại sư, cuối cùng thì đại sư cũng đã xuống. Sao rồi ạ? Đại sư có phát hiện ra được gì không? Tôi gật đầu rồi nói, có tìm thấy, nhưng mà mọi người không cần phải lo sợ, chúng ta sẽ đưa họ ra ngoài. Đấy, các cậu thấy chưa, tôi đã nói trong nhà này không được sạch sẽ, thằng nào cứ nghe thấy tiếng bước chân. Một người bảo vệ lên tiếng, nhưng một người kia thì nghi hoặc nói, đại sư nói đưa họ ra ngoài, chẳng lẽ đại sư đã hàng phục được những thứ không sạch sẽ kia? Không có, bọn họ không có ác ý, cần gì phải giáng phục họ. Nói xong tôi liền đi thẳng ra ngoài cửa lớn. Hai người bảo vệ kia cũng đi theo chúng tôi, họ tiếp tục hỏi, đại sư không giáng phục bọn họ, sao còn phải đưa họ ra ngoài? Tôi không thèm để ý đến bọn họ, bởi lúc này đã ra đến ngoài cửa. Tôi quay người nói với bà già quỷ và đứa bé, đây chính là cửa lớn, hai người mau đi đi. Nào ngờ bà già quỷ kia lại thay đổi sắc mặt, bà ta trợn mắt lên nhìn tôi rồi nói, cái tên đạo sĩ thối này, quả nhiên người muốn hãm hại chúng ta. Nói xong bà già quỷ liền bay trở lại.
Thế bà già quỳ chỉ trong chớp mắt đã thay đổi thái độ. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì, không biết bà ta bị làm sao. Rõ ràng mình có lòng tốt đưa họ ra bên ngoài, sao bọn họ lại nói là mình hãm hại họ cơ chứ? Thế là tôi vội vàng đuổi theo hai người bọn họ rồi gọi lớn: "Lão bà, tôi có lòng tốt đưa hai người ra khỏi đây, sao lão bà lại nói là tôi hại lão bà? Chẳng lẽ lão bà không muốn ra ngoài hay sao?" Thực sự không phải chỉ có một mình tôi ngơ ngác, ngay cả hai nhân viên bảo vệ đi theo tôi cũng cứng đờ cả người, mồm há hốc khi thấy tôi đang nói chuyện với không khí, lại còn luôn mồm gọi lão bà gì đó. Cả hai người khi đó sợ đến chết khiếp. Hai người bọn họ đứng nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn nhân viên bảo vệ họ Lý, từ nãy đến giờ vẫn còn nấp sau góc nhà. Cuối cùng họ cùng kêu lên một tiếng rồi quay đầu té chạy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này.